Mai
toàn là thiết thủ, không có nhường nhịn, để hiểu rằng cái thiết thủ mình đánh đánh chà chạm hai tay cuộc chiến dịch này về phía sau lạ lắm. Tỉnh chưa? Điểm 1, 2, 3 đi. 1 2 à, điểm dặn dữ dọn lên, siết lại. 1 2 à, ui. À. Không cho sư phụ cử động ở đâu ha. À, bốn phía rồi. Giờ sư phụ là người tự do, muốn đi đâu sư phụ đi. Đi nội chưa, tức là nội lực có không? Có rồi, thoát hết. À, lạ lắm, nhìn đi nội tại tức đi giống như là tự thân. Thấy sao? Sao ra, tụi nó đánh vô mặt mày, đánh vô mặt mày. Tụi đánh sao? Tụi đi đường khí, đi sao? Không được rồi, không được rồi. Chặt quá. Vậy sư phụ đi sao? Bố lần này không có trọng lượng. Hai, ba, bốn. Hết sức là ấy nha. Không có tấn. Không có tấn. Không có tấn. Không có tấn. Muốn tạo được vận động chân chánh thì thân thủ bộ pháp tích cực liên quan. Đưa vào vào chụp cái tay kìm cứng vậy đó, chụp cứng kìm cứng lại, mày cũng vậy kìm cứng lại đó. Sư phụ nói sư phụ dùng nội công hút rớt xuống đất ha, chụp cứng nha. Đánh vô đây tự nhiên nó trâu cái đầu lạ lắm, đặt cái tay vô đây lại lạ. Cho để cho thấy cái cách nó vận động, cho mày trôi hơn này chút. Đặt vô. Hai tay rờ lên, có gì không? Vậy phải không? Rờ đi. Rờ giống nghĩa vậy đó. Đó vậy đó. Thở não nè. Thấy sao? Đặc điểm đặc trưng bản sắc võ đạo Việt Nam. Đánh cái búp là nằm đất thì đánh cái búp. Thiên dương hát pháp. Đưa xung lực lên. Đưa nội công xung lực lên. Đây là Long Quyền. Thiên dương hát pháp. Đập mạnh vô coi nó như thế nào. Bắn găng ra, lạ lắm. Tập mạnh vô, tập mạnh vô.
gớm chưa? Thấy ghê chưa? Nó gãy ba khúc trong người này, thấy không? Thì cũng đỡ, tưởng đỡ được, làm sao đỡ được. Tới rồi, nó đánh này ba đòn, nó chắc kỳ vậy đó. Đánh này nó qua ba là sao? Chắc kỳ vậy. Búp 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 búp. Mà thấy con đường ra, nó trở như con rắn mà nó bắt lui. Đá đi. Đá lại coi. Em dễ sợ lắm. Đá sẽ thủ. Tấn công sẽ thủ. Trúng không? Trúng không? Đánh đi. Sẽ trúng không? Rõ ràng không? Bụp bụp sẽ vô 3 cái đi. Đá đi. Cái 3, cái 2, cái 1 mất luôn. Vậy hả? Nó lạ. Trời ơi. Nó lạ. Ha. Đánh, đánh, đánh. Giờ xuống nhã lực. Nhã lực. Cái nhã lực lạ. Đỡ ở đây. Nó đã ở hai bên này. Đỡ. Thấy sao? Sư phụ. Nghe nhấu lên như điện xẹt đó ha. Chụp ta. Phải cảm nhận hai nhát không? Trời. Cái cơ sở mình rất rõ, dễ sợ.